Hello mọi người. Đúng rồi, chạy thôi. Cố lên. Đây là không gian nhân đạo. Đây mọi người đang chuẩn bị setup bàn ghế. Chào anh. Chi chi. Ok, đây sẽ là khóa học lắp ghế. Dạ, đây là khóa học sau khi lắp. Từ nha. Hey. Hey. Quá dễ. Trời. 30 giây. Game là dễ. Thôi. Rồi mày. Bố mày là nhà. Rồi tay. Thôi anh xong. Anh phải nhớ lại tiền. Anh làm tiếp vậy. Cái tầm khác mọi người, khác cái tầm hồi nãy. Anh chào các bạn, thì sau một thời gian tụi mình cùng nhau chuẩn bị thì rất là vui, đêm nay trời cũng không mưa cho nên là đêm nay vẫn sẽ tổ chức ra BBQ và chương trình ca nhạc, cùng với đó là ra mắt MV 30 năm mà hôm bữa mình có đi đóng một mọi người. Đây, đây. Này, chào các bạn, bây giờ là 5 giờ sáng. Thấy nhìn thấy hớ thẳng chưa? Sáng hôm nay tụi mình sẽ ăn mì spaghetti. Cười cái quần. Đấy. Đấy. Ăn chưa? Riêng review coi sáng nay mình ăn cái gì nè. Thắng ơi, đi rồi. Là hơn như này. Mình ăn mì spaghetti. Đi đi, ra đâu bếp ngồi ăn tí rồi. Thành Đặng hả? Thành Đặng.
Rồi ăn cho ngon rồi giống TBC quảng cáo nè. Thôi sao mà được. Thôi đây đói nguyên cái giọng này. Lotteria. Sống đó mà. Ê, thực sự. Tao tắm rồi.